Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình năm học 2019-2020. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành phần phát âm, dấu nhấn, phần ngữ pháp, phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa, phần word form. Ở video này chúng ta sẽ làm phần sửa lỗi sai của đề thi. Đây là dạng bài tập khá quen thuộc nha các bạn. Dạng bài tập này chúng ta có ở các đề thi chuyên của các tỉnh thành khác. Các bạn hãy chọn cái phần này trong các đề đó các bạn tham khảo nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn nha các bạn. Những cái lỗi sai của chúng ta thường là rất là đơn giản nhưng khó mà nhận ra. Rồi. Sự khan hiếm nước đang trở nên một trong những cái nhân tố giới hạn quan trọng trong việc sản xuất mùa vụ. Thì ở đây cái câu này ta đã làm cho các bạn rồi. Các bạn có one of. Rồi, thì chỗ này phải là số nhiều các bạn nha. Thì chỗ này các bạn phải dùng số nhiều, các bạn thêm s vô bởi vì one of. Rồi. Đây các bạn, có nghĩa là câu số 1 này có một chỗ sai. Rồi câu số 2 này các bạn. Trong nhiều khu vực, cái tập quán nông nghiệp nghèo nàn đã dẫn tới. Rồi, đã dẫn tới sự gia tăng, sự sa mạc hóa và mất đi đất arable là trồng trọt trước đây. Rồi, thì trong câu này các bạn sẽ có một cái lỗi sai. Trong nhiều khu vực á. Trong nhiều khu vực thì những cái tập quán nông nghiệp nghèo nàn đã dẫn tới cái A các bạn. Rồi. Và the loss of nha. Chỗ này các bạn không dùng chữ A. Chúng ta phải dùng chữ the. Rồi. The loss of nha các bạn. Chúng ta không có a loss of. Ở đây là sự mất của cái đất trồng trước đây. Rồi. Những cái thực vật sử dụng nhiều cái cơ quan để mà insure, để mà bảo hiểm các bạn. Thì thông thường cái chữ này người ta sẽ đố với các bạn á, là cái chữ insure này các bạn. Rồi các bạn hãy coi nha. Một cái là đảm bảo nè, một cái là hai cái đều đảm bảo các bạn. Tuy nhiên nghĩa nó khác nhau chút xíu. Cái này là cái theo dạng giống như là đảm bảo kiểu bảo hiểm các bạn. Còn cái này là đảm bảo chắc chắn rằng. Danh từ của cái từ này là từ insurance. Rồi, chúng ta dùng chữ insure các bạn nha, để đảm bảo cái sự tồn tại của họ chứ không phải là cái sự cam kết nha. Insure, cam kết. Trong cái môi trường hoang mạc, một vài thì liên quan tới cái sự thích nghi về physical, về hình dáng và cơ chế, như là hình dạng của cái bề mặt của cây, kích cỡ lá nhỏ nè, và cái hệ thống rễ rộng khắp. Rồi, chỗ này sẽ sai chỗ nào nha. Cơ bản là các bạn hãy tải đề về làm trước nha các bạn. Làm xong rồi, các bạn hãy so sánh nha. Ở đây thì sẽ giải luôn cho các bạn. Rồi. Thì trong câu số 4 này, các bạn quan sát thấy ha. Các bạn quan sát thấy là ở đây các bạn có từ involve là các bạn là động từ. Các bạn có từ sum là chủ ngữ. Tự nhiên nó cho chúng ta chữ pill là tính từ. Trong khi đó cái này là tính từ nè, tính từ là sai nha. Rồi, ở đây phải là purely nha các bạn. Các bạn sửa thành purely. Rồi. Một cách tinh khiết trong lành các bạn. Nó đứng trước cái tính từ các bạn nè, hai tính từ nè. Rồi, cái sự thích nghi về hình dáng và cơ chế hóa tinh khiết, như là hình dạng của bề mặt lá và kích cỡ của lá nhỏ nè và cái rễ. Rồi, chúng ta qua câu số 5. Một vài cái sự thích nghi này thì liên quan tới cái cơ chế hóa học.
Thì câu số 5 này sai chỗ nào các bạn? Đây các bạn thấy là sum of, đây, sum of adaptations. Khi mà các bạn dùng chữ sum có chữ of này, thì bắt buộc chỗ này các bạn phải dùng chữ the nha. Có nghĩa là các bạn phải thêm chữ the vô. Rồi. Hoặc là các bạn bỏ chữ of này đi. Rồi, hai cách nha các bạn. Rồi chúng ta thêm chữ the vô cho nó hay các bạn. Nhiều thực vật phẩy như là cactuses, như là xương rồng các bạn, có rồi những cái chất nhầy bên trong á. Cái người mà, rồi các bạn thấy đây người mà ha, dịch ra cái các bạn thấy sai liền, phải là cái mà, cái chất nhầy bên trong đó các bạn, thì chúng ta là vật nha các bạn, cái mà cho chúng giữ nước, cho chúng cái tính chất là giữ nước. Rồi properties là tính chất, retaining là giữ, đây là nước. Một cái cơ quan hóa học khác là cái lớp wax, wax là cái lớp sáp các bạn. Act like, rồi chỗ đây sai. Các bạn nhớ nha, act like chúng ta không có act like các bạn, chúng ta có act as nha. Rồi các bạn bỏ chữ like này đi nha, các bạn sửa thành chữ s, act as hoạt động như là một cái lớp để mà bảo vệ thực vật, cái mà phòng chống sự mất độ ẩm bên trong. Các bạn nên tải đề về, in ra, tự suy nghĩ, tự làm. Rồi lúc đó các bạn hãy theo dõi video này các bạn nha, sẽ phù hợp hơn. Ở đây chỉ ra các bạn hiểu liền. Tuy nhiên là khi mà các bạn nhìn vô á, các bạn nhìn không quen, các bạn khó nhìn nha các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo nè các bạn, là cái phần điền giới từ. Cảm ơn vì cái sự hỗ trợ của bạn. Cái mà pull me gì đó, cái thời gian rất là khó khăn mà tôi đã trải qua tháng vừa rồi. Thì đây chính là cụm giới từ. Và những cái này thì bắt buộc phải học thuộc thôi các bạn, không còn cách nào khác. Các bạn khó mà suy luận lắm nha. Rồi, các bạn có pull someone, grow. Rồi, grow các bạn. Rồi, pull someone through là cái mà đã giúp tôi vượt qua cái thời gian khó khăn tháng vừa rồi. Chúng ta có pull someone through là giúp ai đó vượt qua cái gì đó. Rồi các bạn dùng chữ through. Trước khi bạn ký hợp đồng, tôi đề nghị bạn cái gì đó nó với solicitor, luật sư của bạn. Ở đây người ta đang kiểm tra các bạn là go, đi với cái gì sẽ ra là kiểm tra. Các bạn có go over là kiểm tra cẩn thận, xem xét lại tỉ mỉ nha. Vì vậy các bạn dùng chữ go over. Trước khi cái kỳ thi IELTS, hầu hết cái thời gian của tôi là taken with các bạn, với việc đọc và viết và cái kỹ năng viết. Rồi, chỗ này người ta hỏi chúng ta là giới từ gì. Các bạn có take up with, có nghĩa là kết giao với nha. Rồi, kết giao với. Thì trong trường hợp này chúng ta dịch là tôi trải qua hầu hết thời gian của tôi được dành cho việc đọc và viết các bạn. Chúng ta dùng take up with, nghĩa là kết giao với, là thân thiện với, hoặc là dành cho nha. Bây giờ các bạn qua câu số 39 là chính phủ Greenpeace sắp sửa để đưa ra một cái chiến dịch cái gì đó, whaling. Whaling là hoạt động săn bắt cá voi. Thì một cái chiến dịch chống lại sẽ là hợp nhất nha các bạn. Và chống lại các bạn có chữ against. Rồi các bạn dùng chữ against. Chống lại săn bắt cá voi. Trước khi bạn đi, trước khi bạn go và đi các bạn, và kiểm tra cái khả năng của bạn trong thực tế nè, bạn phải học để mà tuân thủ cái luật lệ giao thông. Thì tuân thủ các bạn dùng giới từ gì? Rồi chúng ta thử nha các bạn. Rồi chúng ta thử dùng comply. Các bạn có comply with rồi các bạn. Rồi chúng ta dùng chữ with nha, là tuân thủ luật lệ. Rồi
chúng ta đã xong phần sửa câu và phần điền giới từ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.